7 kèo đấu cùng 12 game chiến thắng liên tiếp là những thông số mà LCK đưa ra trước cuộc đại chiến giữa T1 và DreamX vào ngày hôm qua, cho thấy mức độ kỵ sơ giữa hai đội khi đối cùng đồng đội luôn gặp rất nhiều khó khăn, thậm chí là không được chơi game mỗi khi chạm trán những nhà đương kim vô địch, kể cả những lúc họ đang có phong độ tốt nhất. Khả năng đi đường của DreamX và Barrel đang là điểm mạnh mà DreamX hướng tới để mong cầu một kết quả có lợi cho T1. Thế nhưng khi đối đầu với Guma Yuushi, AKA xạ thủ chim mồi, biệt danh phần nào đó lột tả được màn thể hiện của Guma trong khoảng thời gian gần đây, thì liệu những sức ép vào bộ bot của DreamX tạo ra có còn phát huy được hiệu quả? Cùng mình đến ngay với những chi tiết đáng chú ý trong cặp trận vừa qua giữa hai đội nhé. Trước khi bước vào nội dung chính, đừng quên nhấn like và subscribe để ủng hộ Sama đấy. Còn giờ thì vào với nội dung chính ngay thôi nào. Khởi đầu ván 1, DreamX lựa chọn cho đội hình tăng tiến sức mạnh và đột biến về cuối ván đấu với Azir sẽ nhắc nhặt hồn của Def cũng như Gwen đường trên trong tay Kingen với sự bảo kê của Tham Ken trong tay Barrow. Còn đối với T1, họ đặt điều kiện thắng của mình trực quan xuống cánh dưới với Draven trong tay Guma Yuushi và Blitzcrank nhằm khắc chế sự lựa chọn Tham Ken của đối phương. Cánh trên là sự xuất hiện với vị tướng có tỷ lệ thắng cao nhất của Zeus là Na, kết hợp với Poppy trong tay Honor lần đầu xuất hiện tại LCK mùa 2022. Với Faker là Seraphim nhằm hỗ trợ hai cánh và phần nào đó là bù đắp về sự thiếu hụt về sát thương phép trong đội hình của T1. Ngưỡng tượng với Draven và Blitzcrank, T1 sẽ có áp lực khủng khiếp ở khu vực đường dưới và điều kiện thắng của những nhà đương kim sẽ được đặt hoàn toàn tại nơi đây. Thế nhưng với một phong độ đi đường xuất sắc trong khoảng thời gian gần đây, Def và Barrow đã phòng ngự vô cùng xuất sắc, khiến T1 không thể khai thác thành công để giúp Guma có mạng từ sớm nhằm xả nội tại của Draven. Cánh dưới không có được ưu thế quá lớn, tuy nhiên lựa chọn Draven của Guma Yuushi như một thỏi nam châm hút toàn bộ sự chú ý của DreamX xuống cánh dưới, khiến Zeus hoàn toàn thoải mái với kèo đấu 1-1 với Kingen ở đường trên. Và chỉ cần có thế, Zeus thể hiện sự áp đảo của mình trong giai đoạn đi đường với chỉ số lính chênh lệch cũng như áp lực cực lớn khiến Gwen của Kingen luôn gặp khó trong những tình huống trao đổi chiêu thức. Tình huống giao tranh lớn đầu tiên giữa hai đội diễn ra ở con sứ giả khe nứt thứ hai của ván đấu. Honor xuất sắc với pha sứ giả phán quyết hất văng thành công Pioxic, xóa bỏ hoàn toàn tình huống tranh chấp trừng phạt của đối phương. Không lâu sau đó, tiếp tục là Pioxic mắc lỗi, người đi rừng của Renex phàm phá mắt khiến bản thân rơi vào tầm bàn tay hỏa tiễn của Keria. Rất nhanh chóng, toàn bộ tập thể của T1 tiến Pioxic lên bảng điểm số. Thế nhưng đáng tiếc rằng họ không thể nhường mạng dành cho Guma Yuushi thành công để xả gần 400 stack nội tại của Draven. Tình huống nằm xuống của Pioxic như mở toang nút thắt của ván đấu đầu tiên. Không lâu sau đó, ở con dòng nguyên tố thứ hai, T1 tổ chức một tình huống ăn mục tiêu chớp nhoáng, không thể ra kịp để có tình huống tranh cướp, thậm chí Renex còn vướng vào một tình huống ép giao tranh của T1. Lại là Pioxic ham phá mắt, dính bàn tay hỏa tiễn của Keria. Và mặc dù Barrow đã làm hết sức với tình huống ngậm nuốt nhằm cứu tính mạng người đi rừng của mình, thế nhưng thậm chí nó còn phản tác dụng khi Zeus đủ thời gian hóa Na khổng lồ, hất văng thêm hai thành viên khác của Renex vào tường. T1 tràn lên với lượng sát thương vượt trội, họ có liên tiếp 4 mạng hạ gục, nhưng lại thêm một lần nữa, Guma không có được bất cứ một điểm chiến công nào. Thái tử nhà T1 nở một nụ cười đầy kiên cường sau khi kết thúc pha giao tranh với Kirei 004 cùng gần 450 stack nội tại vẫn chờ ngày nổ hũ. Với sự áp đảo mà T1 tạo ra, đặc biệt là ở khu vực đường trên, khi Zeus hoàn toàn trên cơ so với Kingen, anh chàng sinh năm 2004 của T1 tiếp tục có một tình huống solo kill vô cùng đơn giản trước người đồng nghiệp phía bên kia chiến tuyến để thể hiện rõ ràng luận điểm. Ván đấu này không cần tới nội tại của Draven để giúp cho T1 có được chiến thắng khi họ sở hữu một con Na chơi cực hay ở cánh trên. DreamX có mạng đầu tiên dành cho mình sau tình huống hỗn chiến ở khu vực đường giữa, nhưng đó là tất cả những gì họ có thể làm được ở ván này. Phút thứ 24, T1 tổ chức một tình huống ăn Baron. Việc mất hoàn toàn tầm kiểm soát khiến cho DreamX vô cùng chậm chế trong tình huống ngăn cản. Def ăn trọn cú chiêu cuối của Faker cũng như Zika nằm xuống với nỗ lực đào thoát với dịch chuyển. T1 lấy thành công hai mạng hai chủ lực của đối phương sau một loại Baron mà họ vừa sở hữu. Thế nhưng vẫn chưa thể có mạng dành cho Draven của Guma để nổ hũ. Có vẻ như biệt danh xạ thủ chim mồi đang gắn liền với Guma Yuushi khi anh chàng mặc dù lựa chọn Draven được đặt điều kiện thắng, nhưng khi anh có mạng xả nội tại tới 1643 vàng của Def thì mọi thứ cũng đã ngã ngũ. T1 tràn thẳng vào căn cứ của DreamX và lấy đi ván đấu đầu tiên trong sự bất lực của Def cùng đồng đội. Một ván thắng gọi tiền Zeus với 100 điểm POG vô cùng xứng đáng với màn thể hiện Na hoàn hảo của anh chàng. Sau ván 1 thất bại với cặp đôi mang thiên hướng thủ hòa khi đối đầu với Draven của Guma Yuushi, bước sang ván 2, DreamX quyết định đặt điều kiện thắng của mình xuống cánh dưới với bộ đôi Aphelios cùng Nautilus trong tay của Def và Barrow. Cùng với những chất tướng có thể bắt một mục tiêu cực tốt là Vi của Zhuhan, người vào thay cho trận bén đủ Pioxic ở ván trước, cũng như Akali của Zika với mục tiêu tối thượng không cho thái tử nhà T1 được chơi game, với chất tướng Draven thêm một lần nữa được khóa lại. Tuy nhiên, lần này Guma không đơn độc,
Bên cạnh Raven, T1 còn tăng cường khả năng carry tới từ nhiều nguồn khác nhau như Asia của Faker ở đường giữa hay Gangplank của Zeus ở khu vực đường trên. Quả thực, việc thay đổi tướng đã giúp ích rất nhiều dành cho Dragon X, đặc biệt là trong giai đoạn đi đường. Khi Dev và Barrel liên tiếp có những tình huống 2-2 thành công trước cặp Raven và Pai của T1, họ vừa hạn chế được việc tích nội tại của Guma, vừa giúp cho Dev vô cùng xanh xao. 4 mạng dành cho Aphelios sau 8 phút thi đấu là điều kiện thắng của Red X được đảm bảo vô cùng chắc chắn ở cánh dưới. Tưởng chừng như mọi thứ đang nghiêng hoàn toàn về phía của Red X, thế nhưng đây mới là lúc đội hình hack tiền của T1 phát huy tác dụng. Liên tiếp là những tình huống bất lẹ thành công để họ xả nội tại cho Guma Yoshi hay những mạng chia tiền với tử thần đáy sâu của Kyria giúp cho T1 comeback cực mạnh. Chưa kể tới việc luôn duy trì được một mạch farm ổn định, Zeus cũng giúp cho T1 rất nhiều về lượng kinh tế tổng, không thua sút quá nhiều so với đối phương. Điểm nhấn quan trọng giúp cho T1 giữ lại ván đấu thứ hai là hai tình huống bắt lẻ được Dev, chủ lực xanh xao của Red X nằm xuống trước những pha vây bắt của bộ ba Honor, Guma Yoshi và Kyria, khiến mạch farm của Aphelios bị gián đoạn cũng như điều kiện thắng không được duy trì một cách triệt để của biệt đội dòng xanh. Liên tiếp là những pha macro di chuyển bắt lẻ khiến Red X bị xoay như trong chóng. Hết King Gun rồi tới Zika là những mục tiêu bị vây bắt bởi các thành viên của T1. Họ dồn mạng rất khéo dành cho các carry khiến ván đấu dần tuột khỏi tay của Red X. Bước qua cuộc ván đấu đầu tiên đến sau một loạt những diễn biến liên hoàn ở phút thứ 22. Zeus mặc dù bị vây bởi 4 người của Red X nhưng cũng kịp kéo theo vi của Zuhan khiến Red X rơi vào thế không còn dừng để tranh chấp Baron. T1 dễ dàng có được con sâu tím nhờ vào sát thương khủng khiếp mà Faker cùng Guma Yoshi đem lại. Red X cố gắng gỡ gạc bằng hai trụ đường giữa của T1 nhưng họ đâu biết mình đã rơi vào cái bẫy dựng sẵn của những nhà đường kịp địch. Hai cú dịch chuyển trận đầu của Faker và Zeus là khởi đầu cho một cuộc thảm sát mà nạn nhân chính là 4 thành viên của Red X. Và sau tình huống ấy, Dev chỉ còn biết ôm đầu vì không hiểu những lợi thế mà mình xây dựng sau giai đoạn đi đường này đã tan thành một biển với sức mạnh tài chính mà đội hình T1 sở hữu. Để rồi điều gì đến cũng phải đến. Phút thứ 32, Gregoris tổ chức pha phản công khi T1 gây áp lực ở khu vực đường giữa với bộ loại Baron thứ 2 của ván đấu. Barrow có pha vòng sau để tập hợp đội hình của T1. Zeus là mục tiêu với cú tả xung khu đột của Zuhan. Thế nhưng trước khi nằm xuống, đường chơi của T1 kịp để lại mưa đại bác, làm tiền đề cho hai chủ lực còn lại là Faker với Azir lúc này đã có mũ phù thủy và Raven 4 trang bị lớn của Guma Yoshi gây sát thương. Pha đá ngược tuyệt đẹp của Honor nhắm vào Dev như là dấu chấm hết dành cho nỗ lực phòng ngự của Red X. Họ nhanh chóng tan vỡ trước sức mạnh kim tiền mà T1 sở hữu. Triple kill cho Faker cùng cú đúp sau đó dành cho Guma Yoshi như tô điểm cho chiến thắng áp đảo ở nửa sau mà T1 sở hữu ở ván này. Game thắng thứ 14 và kèo đấu thứ 8 liên tiếp giành chiến thắng của T1 trước Dragon X nói lên mức độ kỳ sơ giữa hai đội trong khoảng thời gian gần đây. Và quả thực, với những gì đã thể hiện, Dev cùng đồng đội cũng không tìm được lời giải cho sự tương khắc nặng nề này. Đi đường vượt trội, thế nhưng Dev vẫn ngã quỵ trước người bạn già Faker. Trước một T1 đầy khó chịu với khả năng macro có thể nói là chiến cơ hoàn toàn so với Dragon X. Thì nghĩ, Dev nên liên hệ với chủ tịch nhà T1 nhằm giải quyết những nợ nần thời học sinh để dễ thở hơn mỗi khi đối đầu với T1. Còn đối với những nhà đương kim rịch, lựa chọn Raven bỗng nhiên trở thành một lựa chọn ưu tiên khi nó vừa cung cấp một khả năng carry siêu hạng dành cho Guma Yoshi, vừa khiến cho đây trở thành một quả bom nổ chậm và thu hút rất nhiều sự chú ý của đối phương nhằm tạo khoảng trống dành cho các chủ lực khác như Zeus hay Faker tỏa sáng. Danh xưng xạ thủ chim mồi quả thực rất chuẩn xác dành cho Guma Yoshi với màn thể hiện Raven trong hai ván đấu vừa qua trước Dragon X. Còn các bạn cảm thấy như thế nào về con Raven chim mồi mà Guma thể hiện, cũng như phong độ hiện tại của toàn bộ tập thể T1 sau chiến thắng vừa qua? Để lại ý kiến dưới phần bình luận và đừng quên nhấn like cũng như subscribe để ủng hộ cho Hàng Sama đấy. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.